Chào mọi người, tôi là Review Chat. Hôm nay cho mọi người một bộ phim khoa học giả tưởng của Mỹ. Người này có một siêu năng lực vô địch, chỉ cần dùng tay đặt trên mặt đất thì có thể phóng ra một sức mạnh kinh thiên động địa, phút chốc phá hủy tất cả mọi thứ. Dị nhân Khải Huyền. Bộ phim bắt đầu ở thời Ai Cập cổ đại, thế giới do những người biến dị Apop Alispe thống trị. Lúc Apop Alispe đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, ông ta lấy linh hồn của mình chuyển vào một thân thể của người biến dị khác, do đó có thể có được cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng vào hôm đó, những người Ai Cập bất mãn với sự thống trị tàn bạo của Apop Alispe, khởi động cơ quan để một khối đá khổng lồ đâm mạnh vào móng của kim tự tháp. Kim tự tháp nhanh chóng sụp xuống. Nữ hộ pháp hăng hái phản kích, liều mạng bảo vệ thân thể Apop Alispe không để bị thương, nhưng cuối cùng Apop Alispe cũng không hoàn thành được việc chuyển dịch linh hồn, bị vùi lấp trong đống đổ nát, vĩnh viễn đi vào giấc ngủ sâu. Mấy ngàn năm sau, Apop Alispe được những kẻ tín ngưỡng lần nữa đánh thức. Apop Alispe lần nữa thành lập 4 kỵ sĩ của nó, đoạt lại quyền thống trị thế giới từ trong tay loài người. Apop Alispe đầu tiên tìm đến Oro lang thang trên đường phố, ban tặng cho cô ta siêu năng lực khống chế thời tiết. Sau đó, Apop Alispe lại ở trung tâm giao dịch người biến dị, chiêu mộ một người Nhật Bản biến dị. Sau đó, Apop Alispe lại giao cho thiên sứ một đôi cánh sắt, thành công lung lạc đưa bọn họ về dưới trướng mình. Mà mục tiêu thứ 4 của Apop Alispe chính là Eric. Eric lúc này đang ẩn cư ở trong một xưởng sắt ở Ba Lan. Một hôm, Eric lặng lẽ dùng siêu năng lực của mình cứu một người công nhân, nhưng cũng vì thế mà anh bị lộ siêu năng lực của mình, bị cảnh sát Ba Lan ngắm đến. Eric thả đầu hàng, chỉ xin cảnh sát đừng làm hại con gái anh. Nhưng một cảnh sát lại vô ý bắn tên, bắn chết vợ con của Eric. Eric đau khổ, tất cả những cảnh sát ở đó phút chốc bị anh giết sạch. Sau đó, Eric đến xưởng thép, chuẩn bị giải quyết tất cả những người công nhân bán đứng anh. Còn chưa để anh ra tay, khi Apop Alispe xuyên không gian và thời gian đến đây, chỉ thấy ông ta lật mắt trắng, loài người ở xung quanh phút chốc biến thành cho bụi. Sau đó, Apop Alispe lại đưa Eric đến trại tập trung Auschwitz. Anh đã từng ở nơi đây, chỉ có thể dương mắt nhìn người thân bị giết hại một cách tàn nhẫn. Apop Alispe xúi dục Eric dùng siêu năng lực của mình để thanh lọc thế giới tà ác này. Thù hận trong lòng Eric bị Apop Alispe lần nữa khơi dậy, chỉ thấy bàn tay anh đặt trên đất phóng ra một siêu năng lực vô hạn. Một trận gầm rú dữ dội biến trại tập trung Auschwitz thành đống đổ nát. Nói đến bên phía giáo sư ngồi trên xe lăn, trong trường học thiên tài mà ông đang quản lý, có một người mở mắt thì tia laser trong mắt có thể bổ cây to ra làm hai. Còn có một người có thể đọc hiểu được ý thức của người khác, nhưng Raven vẫn luôn không khống chế được siêu năng lực của mình. Với Sackler nhìn tin tức báo cáo, chuẩn bị đi trường học thiên tài tìm cha Eric thất lạc. Một hôm, bạn cũ của giáo sư Jin đột nhiên đến trường. Jin hy vọng giáo sư có thể triệu tập Eric đến chỗ bọn họ. Giáo sư sở hữu siêu năng lực có thể cảm ứng với tình cảm mỗi một người trên thế giới. Ông thông qua đầu não, thành công liên hệ được với Eric, khuyên người bạn cũ của ông bỏ tối theo sáng. Nhưng Eric lúc này đã hoàn toàn nhúng chàm rồi, ông không còn muốn quay đầu nữa. Càng đáng sợ hơn nữa, Apop Alispe nắm được cơ hội khó có được lần này, thành công đi vào đầu não, khống chế từ xa ý thức của loài người, châm lửa bắn phá đạn hạt nhân, phút chốc trên trời bay lên vô số đạn đạo đáng sợ. Tất cả mọi người đều rơi vào hoảng sợ, nhìn thấy ngày thế giới sắp bị hủy diệt. Nhóm người giáo sư nhanh chóng sử dụng siêu năng lực phá hủy đầu não, mới thành công ngăn chặn được tất cả. Nhưng sau đó, Apop Alispe liền xuyên đến nơi này, mang giáo sư lên núi. Apop Alispe muốn mượn sự giúp đỡ siêu năng lực của giáo sư để nói với cả thế giới, hắn sẽ lật đổ tất cả, xây dựng lại thế giới. Còn bên trường thiên tài, Sackler dùng siêu năng lực của mình cứu các học viên an toàn từ trong vụ nổ. Sau đó, phía quân đội cho rằng nguy cơ đạn đạo trước đó là do những người biến dị này làm, cho nên lập tức điều khiển trực thăng đến đây bắt những người biến dị. Sau đó đưa đến căn cứ bí mật, chuẩn bị nghiêm hình thẩm vấn. Raven, Scott còn có người đi đêm phút chốc dịch chuyển. Ba người chạy thoát được, vô ý thả ra người sói bị cải tạo ở nơi này. Người sói vừa ra liền tiêu diệt vô số binh lính. Raven dùng siêu năng lực để giúp người sói khôi phục ý thức. Người sói tức giận liền biến mất trong màn tuyết. Sau đó, ba người cứu những người biến dị khác bị nhốt, ngồi máy bay chiến đấu đi đến chiến trường chỗ Apop Alispe. Lúc này, Apop Alispe giơ hai tay lên, tất cả mọi thứ trong thành phố phút chốc vỡ nát, cực kỳ đáng sợ. Apop Alispe ở trong thành phố này xây dựng lại kim tự tháp, hắn chuẩn bị chuyển linh hồn của mình sang người giáo sư, ý muốn đoạt được siêu năng lực của giáo sư, từ đó khống chế nhân loại. Mà Eric tức giận, lúc này đang dùng siêu năng lực vô địch của mình nâng tất cả mọi thứ trong thành phố lên. Cầu cổng vàng của San Francisco phút chốc bị phá hủy, nhà hát Sydney bắt đầu sụp đổ, trái đất gặp nguy cơ trong một sớm một chiều. Jin với Sackler khuyên Eric để anh nhanh chóng dừng tay. Nhưng Eric lúc này đã mất đi người thân, trong lòng cực kỳ uất hận, một lòng muốn phá hủy thế giới này. Bên kia, Raven, Scott, Alex, đám người biến dị đánh nhau với thuộc hạ của Apop Alispe, hai bên đánh khó phân thắng bại. Mà nhìn thấy linh hồn Apop Alispe sắp thành công chuyển vào người giáo sư, người đi đêm vội chạy đến đây, dùng siêu năng lực thành công cứu được giáo sư lên máy bay, sau đó cũng cứu được đám người laser. Nhưng hai kỵ sĩ của Apop Alispe nhanh chóng đuổi theo, vào lúc mấu chốt, người đi đêm kéo cả đám người lên năng lượng cạn kiệt, đưa đồng đội đến nơi đổ nát an toàn. Mà bên này, nhìn thấy Jin và Sackler thất vọng rời đi, Eric cũng bắt đầu nhớ lại từng chút một quá khứ của anh và giáo sư. Bọn họ từng là bạn thân tốt nhất của nhau, nhưng mình bây giờ lại là hung thủ hại bạn.
Sau đó Sackler bắt đầu dùng siêu năng lực của mình đánh Akop Alispe, thấy ra đòn cực kỳ tàn bạo, nhưng không làm tổn thương được Akop Alispe. Cuối cùng vẫn là Jin biến thành người biến dị Nhật Bản cứu được Sackler, nhưng cô cũng bị Akop Alispe bóp trong tay, nguy cơ ngập đầu. Giáo sư trong đống đổ nát đột nhiên nhớ tới, giữa ông và Akop Alispe còn có một mối liên hệ. Ông dùng ý niệm đến trong ý thức của Akop Alispe, quyết đấu với Akop Alispe, nhưng Akop Alispe trước mặt quá mạnh, giáo sư vốn không thể đánh lại được, mà cuộc chiến trong hiện thực, nhóm của giáo sư ở trước mặt Akop Alispe không có tí sức phản kháng nào. Lúc Akop Alispe muốn giết tất cả mọi người, đột nhiên bay đến hai khối sắt, nhìn thấy thì biết mọi người bắt đầu phản kích rồi. Eric bước ra khỏi thù hận, dẫn theo mọi người quyết đấu với Akop Alispe. Đối diện với ma vương của thế kỷ, kỵ sĩ của Akop Alispe, Ooro cũng lâm trận quay đầu, triệu tập tia điện đánh vào Akop Alispe từng hồi. Giáo sư trong ý thức của Akop Alispe cuối cùng cũng thức tỉnh được siêu năng lực của Raven. Raven lơ lửng đi đến trước mặt Akop Alispe, gào lên một tiếng. Akop Alispe dưới sự phản kích của tất cả mọi người, cuối cùng cũng bị hóa thành tro bụi. Cuối phim, mọi người dùng siêu năng lực nhanh chóng xây dựng lại trường học thiên tài. Giáo sư tiếp tục ở đây huấn luyện người biến dị, đối phó với kẻ địch mạnh. Bộ phim khoa học giả tưởng này tên Smen, Akop Alispe. Phim nói cho chúng ta, năng lượng tà ác dù mạnh đến đâu cũng không vượt qua được liên minh chính nghĩa. Thích bộ phim này nhớ like.